À, chào các bạn, hôm nay chúng tôi đang có mặt ở một trang trại nông nghiệp công nghệ cao trồng nấm kết hợp bên trên là solar áp mái để tận dụng cái ánh nắng ở phía trên máy và tạo ra điện phát điện lên lưới và dùng trong trang trại công nghiệp. Thì hôm nay đội của chúng tôi tiến hành đo một số cái thông số hòa lưới của hệ solar này. Thì đầu tiên chúng ta có đội đầu tiên là kiểm tra về an toàn hệ thống điện, đó là kiểm tra về hệ tiếp địa của nhà máy. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái hệ thống tiếp địa của cái trạm này. Thì đối với cái trạm này là đây là một cái bãi tiếp địa tập trung. Mình muốn đo được cái tiếp địa này thì mình chỉ có một phương pháp là phương pháp lóng cọc. Thì đối với flux á, nó mình sẽ có nhiều cái chức năng đo khác nhau, nhưng mà riêng đối với trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng phương pháp lóng cọc. Thì ở ngoài kia mình đã đóng hai cọc phụ rồi. Có cái dây đỏ nó dẫn ra cọc đây. Ok. Ở đây mình sẽ có vẫn đo bằng phương pháp truyền thống là phương pháp đóng cọc, nhưng mà đối với cái công nghệ mới của Flux thì mình cho phép mình đo cọc tiếp địa mà không mình không cần phải cách ly. Thường là đối với tiếp địa quy chuẩn là mình muốn đo được cái tiếp địa này mình phải cách ly ra. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình không cần phải cách ly tại vì do tủ điện là nó đang chạy đúng không? Mình cách ly ra thì những yếu tố an toàn nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống điện. Mình sẽ không kiểm soát được. Nhưng mà ý là máy này là có thể kết hợp tất cả các phương pháp ở trong này. Các bạn có thể thấy đây, đo điện trở 3 cọc, 4 cọc, kìm kết hợp với cọc để mình không phải tách cái tiếp địa ra, và phương pháp hai kìm. Nói chung là tích hợp đầy đủ các phương pháp tiên tiến nhất hiện giờ. Chúng ta sẽ tìm cái vị trí đo và chúng ta tiến hành mắc cái thiết bị vào. Ok. Chúng ta có kết quả ở đây thì đo điện trở đất là ra là 0.32 ohm. Đối với cái tiếp địa ở cái trạm này thì nói chung con số này theo mình nghĩ là rất là đạt.